Hướng dẫn phục chế Rubik tam giác pyramid đi anh. Con của em nó bị rơi vỡ tan tành rồi. Chỉ có anh mới giúp được em thôi. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phục chế con Rubik tam giác luôn nhá. Và đây chính là con Rubik tam giác pyramid này. Con này phục chế cũng khá là đơn giản thôi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái video của ngày hôm nay nhá. Let's go. Mình đã quay cận cảnh ra đây. Đây là tất cả những cái bộ phận của con Rubik pyramid, con Rubik tam giác nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu tất cả những cái chi tiết bên trong con Rubik pyramid này cho tất cả các bạn cùng xem nhá. Đầu tiên sẽ là cái lõi của con Rubik pyramid này. Ở trên cái lõi này sẽ có tất cả là 4 cái cạnh đỉnh nha các bạn. Một cạnh ở đây mình đã tháo nó ra rồi. Như các bạn đã thấy thì cái viên to này chính là cái viên ở giữa này này. Còn cái viên nhọn này chính là cái viên đỉnh này. Đây là con ốc nha. Con ốc này sẽ được gắn ở bên trong cái đỉnh này nha các bạn. Đây, mình sẽ mở ra cho các bạn xem luôn. Đây là tất cả những cái chi tiết bên trong một cái viên đỉnh nha các bạn. Và con ốc nó sẽ được cho vào đây. Nó sẽ được gắn như thế này nha các bạn. Còn đây là cái viên cạnh chóp đỉnh này. Mình sẽ mở ra luôn. Bên trong cũng rỗng không nha các bạn. Như các bạn đã thấy thì nó được ghép lại bởi ba cái mảnh màu khác nhau gắn vào trong một cái khung này. Ok, bây giờ mình sẽ gắn nó lại như cũ nha. Cái này các bạn phải gắn lại đúng với cái thứ tự màu nha. Đây, mình đã gắn xong đây này. Còn lại là những cái viên cạnh giữa này các bạn. Sẽ có tất cả là 6 viên nha. Đây, mình sẽ lấy một viên lên và mở ra cho tất cả các bạn xem bên trong này. Đó, nó được ghép lại bởi hai mảnh màu và bên trong cũng rỗng không nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn phục chế con Rubik pyramid này nha. Chúng ta sẽ gắn những cái viên cạnh của mặt vàng vào trước tiên nha. Đây là một viên vàng xanh này, nó sẽ nằm ở bên này nha các bạn. Để gắn được cái viên này vào thì các bạn vặn cái chiều vàng xanh lên này. Rồi các bạn cho cái viên cạnh giữa vào. Rồi các bạn vặn xuống. Như vậy là một cái viên cạnh giữa đã vào này này. Tiếp theo là vàng đỏ này. Đây, vàng đỏ đây nha. Mình được hai viên này này. Và viên cuối cùng nó nằm bên này nha các bạn. Viên cuối cùng là vàng xanh dương này. Mình cũng sẽ vặn nó lên này. Lấy viên vàng xanh dương cho vào. Rồi cũng vặn xuống nha. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong được cái mặt đáy này này. Con này làm rất là đơn giản nha. Khi mà chúng ta đã làm xong mặt đáy thì các bạn đặt xuống cho mình này. Rồi sau đó các bạn lấy những cái viên cạnh giữa còn lại và đặt nó vào đúng vị trí nha. Xanh dương, xanh lá này. Xanh lá đỏ này, xanh dương đỏ này. Tiếp theo thì các bạn đặt cái viên to nhất này vào cho mình nhá. Đặt đúng màu này. Sau đó thì các bạn lấy con ốc và chốt nó vào. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái tua vít để vặn con ốc vào nha. Các bạn vặn vừa phải thôi nha, tránh để con ốc nó bị chặt quá là chúng ta sẽ không quay được con Rubik đâu. Cái bước cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ gắn những cái nắp đỉnh này vào nha. Như vậy là mình đã phục chế xong con Rubik Pyramid này này. Mình sẽ test thử xem nhá. Bây giờ mình sẽ chơi thử cái con Rubik này. Đây, mình sáo nó khá là kỹ đây này. Bây giờ mình sẽ giải nhá. Vậy là mình sẽ giải xong này này. Cũng thấy nó khá là mượt, khá là ok rồi. Và có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video của mình tại đây. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ cho cái video này một like nhá. Hoặc nếu các bạn có yêu cầu hay thử thách gì thì nhớ comment ở phía dưới. Và chắc chắn ở những cái video lần sau mình sẽ thực hiện yêu cầu và thử thách của các bạn. Còn bây giờ thì bye bye.